thanh niên lao vào ăn thua đủ với thẩm phán ngay khi vừa dứt câu xin tha tội. Cuộc đời có nhiều điều rất bất ngờ, như anh Delbra DeLong Redden, 30 tuổi, bị bắt năm 2023 và phải ra hầu tòa ngày 3 tháng 1 với cáo buộc dùng gậy bóng chày hành hung người khác. Redden không bị còng tay khi xuất hiện tại phòng xử án của Trung tâm Tư pháp thành phố Las Vegas, hạt Clark. Anh đề nghị thẩm phán Mary Clay Holthus khoan hồng, thành tâm nói bản thân là người không bao giờ ngừng nỗ lực làm điều đúng đắn dù khó khăn đến đâu. Tôi không phải người bất trị và không nên bị tống vào tù. Nhưng sau đó, thẩm phán cho biết bà dự định tuyên án tù với Redden. Redden lập tức thay đổi thái độ, lao qua bàn chủ tọa trước sự kinh ngạc của những người trong phòng xử án, ôm chồm lên người thẩm phán khiến bà ngã khỏi ghế. Cảnh sát và những người khác lập tức leo vào kéo anh ta ra và khống chế ngay. Thẩm phán Holthus bị một số vết thương nhưng không phải nhập viện. Một cảnh sát bị vết thương gây chảy máu trán, trật khớp vai khi giúp thẩm phán thoát khỏi bị cáo và phải nhập viện điều trị. Redden hiện đang phải đối mặt thêm nhiều cáo buộc nghiêm trọng, trong đó có hành hung thẩm phán và quan chức tòa án.